Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có một thời gian và đặc biệt là sẽ có những thông tin mới khi xem video của em. Và như tựa đề thì hôm nay Tuấn Anh làm một chiếc video để chia sẻ, giao lưu bác về cái vấn đề cũng như là cái câu hỏi là chúng ta trồng tiêu từ hạt có được không nhá bác. Đây là những cây tiêu nó mọc lên từ hạt các bác. Nói chung video này thì chắc chắn là mang tính chất tham khảo bác, tham khảo chia sẻ, giao lưu tích lũy kinh nghiệm với các bác rồi. Rồi và chủ đề chính luôn, đây là những cây tiêu nó mọc từ hạt các bác. Đây là cái hậu quả của giá tiêu xuống thấp bác. Mấy năm về trước bác, mấy năm 2018, 2019, 2020 thì đấy là giá tiêu xuống thấp rồi. Cái không có đi nhặt tiêu bác, cho nên là cái tiêu là cứ để cho mọc tứ tung vậy thôi bác. Đây là hậu quả của giá tiêu xuống thấp bác, mọc tứ tung rồi. Rồi, để em nhổ lên cho bác luôn. Rất là khỏe bác, tiêu này tiêu vĩnh linh bác. Rồi, cái câu hỏi là trồng tiêu từ hạt có được hay không thì chắc chắn là được rồi bác. Đây, nó đã mọc lên như này thì chắc chắn là mang ra trồng thì được thôi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ lâu rồi bác. Nè, lâu, bởi vì là rễ nó mới như thế này mà cây nó bé xí. Đây là cây cả mấy năm bác, cây chắc phải hơn 2 năm rồi ấy. Mà nó ở trong rơm bác, trong rơm thì nó mọc hơi chậm. Nếu mà mang ra ươm thì chắc nó cũng khá là nhanh ấy. Được cái rễ khỏe lắm các bác. Và cái rễ cọc to cho bá này. Này mà mang vào bịch dâm, để hôm sau em sẽ mang vào bịch dâm xem nó lên thế nào nha bác. Chắc cũng lên nhanh thôi, bởi vì nó đã to này mà, nó bén này, lên nhanh. Rồi, tiêu từ hạt đấy bác. Không biết cái bộ rễ của nó có khỏe không, chắc là khỏe bác. Bởi vì nó khác với lại tiêu chúng ta trồng bình thường bác. Tiêu trồng bình thường thì thường là chúng ta sẽ cắt dây bác. Đây, cắt dây thì chúng ta cắt ra thì chắc chắn là sẽ để lại tổn thương cũng như là sẹo bác. Đây, nếu mà chúng ta cắt như này thì cắt ngang này thì nó sẽ để lại sẹo, cho nên là lâu dài thì nó sẽ bị nấm bệnh tấn công thôi. Còn cái đây, còn cái này thì không có để lại sẹo gì hết. Nó liền này là chúng ta trồng xuống thì chắc chắn là sẽ bền hơn đúng không? Có rễ cọc rễ đồ đầy đủ này. Còn chúng ta trồng này thì cắt ngang này thì chắc chắn là lâu ngày thì nó sẽ bị mục dần mất, nó mục dần lên đấy. Đấy. Em nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà cơ bản là như vậy. Trước giờ thì toàn trồng dây ác với dây lươn, nói chung là cắt dây trồng thì nó nhanh, lên ẩm ẩm 2 năm, 2, 3 năm cái phủ trụ. Chứ trồng cái loại này thì không biết sao đấy bác. Để hôm sau rồi anh em nhiều em ươm ra xem các bác xem cái sự phát triển của nó nha. Với lại nó xem nó có bị thái hóa không bác. Đây. Nhiều lắm các bác. Này mà đi nhờ. Đi lấy ở trong vườn này thì có mà cả đống, có cả mấy chục nghìn. Tiêu rẻ bác, mấy năm trước tiêu rẻ đâu có nhặt đâu, rụng lên. Hái được nhiều hái thôi chứ rụng thì kệ. Mọc một đống bác. Để thì em dẫn các bác đi. Đây, như cây này ưng chắc phải có 5-70 cây rồi. Chi chít luôn. Đây, rễ mạnh lắm các bác. Mạnh hơn cả rễ cà phê luôn chứ. Này em đâu có phun thuốc cỏ gì đâu, trong tiêu em không bao giờ phun thuốc cỏ đâu. Đây các bác, rễ cọc này. Này mà cho vào bịch cắt chắc nên lên là bầm luôn. Lên giống như kiểu dây lươn mắc, nó lên như dây lươn luôn á. Nhưng mà dây lươn thì vẫn có vết cắt, còn cái này thì không có vết cắt mắc. Rồi, hôm sau em sẽ nhổ em ươm vô bịch xem nào. Nhưng mà nó lên chắc chắn lên dây ươn rồi, dây lươn rồi, phải đôn thôi bác. Đây, mấy trụ này thì ít hơn. Lâu lâu. Nói chung là rễ rất là nhiều. Rễ có một cái đống các bác. Đây các bác. Cái này nó dợp quá, dợp quá nên là nó nhỏ. Nhưng mà chúng ta mang ra ươm ngoài ánh sáng thì chắc nó lên mạnh hơn. Úi trời ơi, rễ đây các bác. Đây, cả một đống. Ok, như vậy là video của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Hôm sau em sẽ nhổ và ươm lên xem cái hiệu quả của nó thế nào các bác. Chào tạm biệt các bác nha. Video của em chắc sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều.